Vâng, em xin chào các bác nhá. Đây hôm nay em lại vừa mới về được một đôi loa của Onkyo rất là đẹp các bác nhá. Con này phải nói rằng là đẹp long lanh luôn. Đấy. Em phải nói rằng con này đẹp như mới luôn các bác ạ. Đấy, con này là con Onkyo D202 A2 la mã nhá. Các bác lưu ý là đây là dòng 2 la mã chứ không phải dòng A số trơn nhá. Đấy, dòng A2 la mã này thì tiếng của nó hay hơn gấp đôi cái con A202A luôn. Đấy, cực kỳ hay luôn. Đấy. Loa cực kỳ phê luôn các bác nhé. 202A 2 la mã là bản nâng cấp cực kỳ mạnh mẽ của dòng 202. Đấy. Dòng 202A này nó sẽ có các phiên bản như là 202A, 202AX, 202A NTD, 202AX NTD, 202A 2 la mã NTD và 202A 2 la mã. Đấy thì đây là dòng 202A 2 la mã và 2 la mã NTD là hai cái dòng loa hay nhất của đời 202 này luôn. Đấy. Đấy các bác. Đấy, và thiết kế rất là đẹp, loa rất là nặng. Đấy, đầm. Đấy, các bạn nhìn nhé. Cực kỳ đầm luôn. Đấy. Các bạn thấy không? Đấy. Đẹp long lanh luôn nhá. Con này nó về đẹp long lanh luôn. Đấy. Đẹp long lanh luôn. Tất nhiên đây là hàng bãi thì có thể nó có một vài cái vết nọ bên kia một xíu xíu không tránh được đây. Ví dụ như ở đây nó có một tí 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 ở đây. Đây em thấy nó có một xíu 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 này, nó không tránh được nhá. Nhưng mà con này đẹp xuất sắc luôn rồi, đẹp gần như như mới luôn. Các bạn thấy không ạ? Ai xì sủng này. Đấy, đẹp long lanh cành đào luôn các bác nhá. Này, đẹp long lanh cành đào luôn, đấy, tuyệt vời luôn. Đấy, em dám khẳng định ở đây là một những đôi cực kỳ đẹp của nhà em luôn nhá. Rất đẹp của nhà em mà ít khi nó về được đôi như này luôn các bác nhá. 202A 2 la mã này thì nó có công suất rated rated là 30W và công suất max là 80W nhá, trở kháng là 5 ohm. Đấy. Đấy, loa về là đúng đôi của nó luôn nhá, 7636 7636 này, một nem một rai nhá, 1N 1R đấy, đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Đấy nhá. Đấy. Đấy thì cái này thì trong quá trình vận chuyển về thì nói chung là cái chân này nó có hơi bị nỏng một tí ở cái phần tiếp giáp giữa cái gỗ với cả cái sắt cái đồng này nhá. Đấy thì em có gia cố lại bằng cách là em cho một tí cái keo vào cái chỗ phần tiếp xúc giữa hai cái rồi, dùng rất là ok luôn nhá. Nhưng mà đấy thực ra thì em không nói thì cũng chẳng vấn đề gì đâu, nhưng mà em cứ nói cho nó dễ nhá. Đấy. Nói cho nó thoải mái, bởi vì là thực ra mà nói thì bán nó thế cho nó yên tâm nhá. Đấy. Có sao thì nói vậy luôn, không có gì phải giấu giếm cả. Cái chuyện này là chuyện chắc chắn nó sẽ xảy ra trong quá trình vận chuyển nhé, bởi vì là nó đi như cái nó va quẹt này, nó nắc cái này nắc cái kia, nắc cái này nắc cái kia như này đúng không, các cái chỗ này này là chỗ tiếp xúc này nó bị nắc qua nắc lại, thì cái việc mà nó cái phần tiếp xúc giữa cái phần đồng này và cái phần phần gỗ này nó sẽ hơi bị nỏng lẻo một tí, chắc nó sẽ có đấy, và để cho chắc ăn thì mình nên thì em gia cố lại một chút bằng keo nhá, keo trong đấy, để cho nó chắc chắn cho nó đỡ ấy nhá. Đấy. D202A 2 la mã. Đấy. Hàng cực kỳ đẹp luôn, loa màng giấy. Đấy. Màng giấy nha, gân cao su. Đấy. 202A 2 la mã này thì nó là gân cao su nên là tiếng bass nó cũng được hơn rất nhiều so với cả cái con mà gân mút xốp nhá. Gân mút xốp thì tiếng nó bass nó mềm hơn, với những con 202A 2 la mã mà nó sử dụng gân cao su như này tiếng bass của anh sẽ chắc hơn, sâu hơn và uy lực hơn như các bác nhé. 202A 2 la mã. Đấy, hàng về đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Đấy. Bên này cái nón tép hơi nhăn một xíu này. Này không tránh được. Nhiều khi là lâu ngày nó bị nọ kia một xíu nó không tránh được nhé. 202A 2 la mã. Loa này thì là nó có cái kích thước như sau này. Chiều ngang của loa là 21, chiều sâu của loa là đi 26 27.5, và chiều cao của loa là đi 33 nhá. Đường kính loa bát đó hết viền bên ngoài nó sẽ là 16 cm, tức là đây là bát 16 nhá, bát 16 màng giấy gân cao su. Tiếng bát của anh cực kỳ phê luôn. Loa thì vẫn đang hoạt động bình thường các bác nhá, hoạt động bình thường luôn. Đây em test luôn cho các bác nghe thử luôn. Vâng. À, vâng, ở đây nha các bác nhá, ở đây. Con này bát biết là bánh rất là phê luôn. Đấy, chung
rừng rất là sáng, con thép rất là sáng nhé. Bát của anh rất là đầm. Chúng con này cũng thấy rất là hài hòa. Ok nhá. Thì đây là con D202A2 là mã của Onkyo các bác nhá. Đôi này thì là bình thường ra là giá của nó là khoảng 3 triệu 6 3 triệu 7 3 triệu rưỡi một đôi loa này, hàng đẹp như thế này. Thôi đây đôi này em bán nhanh luôn là 3 triệu 1 nhá. Các bác nào đang có nhu cầu mua thì alo cho em nhá, số điện thoại liên hệ là 0979891682 hoặc là 0966594581. Vâng. Địa chỉ cửa hàng ở tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội nhé. Chào các bác ạ. Vâng.